chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Dũng Tắc Kè, con cáo già trong giới giang hồ xa lưới. Dũng Tắc Kè là tên cướp nổi tiếng lì lợm, liều lĩnh, cầm đầu băng đảng gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn, khiến dư luận hoang mang trong suốt một thời gian dài. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cuối cùng đối tượng này đã bị công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ sau khi cùng đàn em gây ra một vụ cướp trên đoạn sông Lô. Gần nửa đời người gắn liền với cái nghiệp triệt phá các ổ nhóm tội phạm, Thượng tá Nguyễn Hữu Trạm, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm BC52, Công an tỉnh Phú Thọ, mang trong mình nhiều kỷ niệm khó quên. Trong hàng trăm chuyên án đã phá, có lẽ hành trình bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1975, trú tại thôn 2, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, với bí danh Dũng Tắc Kè, để lại nhiều cảm xúc khó tả đối với Thượng tá Nguyễn Hữu Trạm. Bởi lẽ, Dũng là một tên cướp máu lạnh, rất liều lĩnh, sẵn sàng nổ súng vào lực lượng truy bắt. Với một kẻ từng nhiều lần ra tù, vào tội như hắn, rất có kinh nghiệm để đối phó với lực lượng truy bắt. Để bắt được Dũng, các trinh sát đã phải lên nhiều phương án, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Dũng chính là một trong những kẻ cầm đầu tổ chức vụ cướp táo tợn vào ngày 23 tháng 6 năm 2008 tại đoạn quản lý đường sông số 1 thuộc địa phận phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trước khi gây án, Dũng đã cùng đồng bọn âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của con mồi. Khi đã nắm chắc mọi đường đi nước bước, băng cướp do Dũng cầm đầu đã tiến hành vụ cướp hết sức manh động. Theo sự phân công, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Phú, sinh năm 1973, trú tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì; Bùi Quang Sáu, sinh năm 1971, ở phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, cùng Nguyễn Bá Thi, sinh năm 1971; Lê Minh Lam, sinh năm 1976; Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1976, đều ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đã lên kế hoạch cướp đoạt tài sản. Sau khi bàn bạc, thống nhất kế hoạch, Thành lái xe ô tô chở đồng bọn đến vị trí đã định sẵn rồi ở lại trong xe. Trong khi đó, Thi, Phú, Lam và Sáu đột nhập, khống chế, trói và lấy băng keo dán bịt mồm anh Nguyễn Thanh Xuân là bảo vệ, rồi nhanh chân lên tầng 2 dùng vật dụng mang theo từ trước phá hai két sắt, lấy được 287 triệu đồng và bỏ trốn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình phá án, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ và khởi tố 10 đối tượng bao gồm Nguyễn Bá Thi, Lê Minh Lam, Ngô Trùng Phương sinh năm 1976, Ngô Huy Thảo sinh năm 1989, Nguyễn Xuân Thành đều ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Quang Sáu, Nguyễn Văn Phú ở thành phố Việt Trì, Trần Văn Đường sinh năm 1962, Nguyễn Văn Trắng sinh năm 1963, Huỳnh Văn Ngà sinh năm 1964 đều ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ cướp ở Thanh Miếu, chúng còn gây ra 13 vụ khác tại nhiều tỉnh thành phía Nam như Đồng Nai, Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tổng khối tài sản cướp được có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài ra, chúng còn khai thêm hai đồng bọn khác là Bùi Văn Vinh, sinh năm 1972, không có nơi cư trú nhất định, và Nguyễn Văn Dũng, tức là Dũng Tắc Kè. Trước khi bị công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ, với bản lý lịch bất hảo, Dũng Tắc Kè nhanh chóng tạo được vị thế trong giới giang hồ. Với bản tính chịu chơi, sòng phẳng, sau mỗi chuyến cướp tài sản trót lọt, Dũng thường chia lại cho đàn em số tiền rất lớn và chỉ nhận phần ít về mình. Cũng chính vì điều này, Dũng rất có uy và luôn được đàn em nể phục. Nhiều đàn em của Dũng kể lại, mặc dù là một tên cướp máu lạnh, nhưng Dũng khá mê tín. Trước những vụ cướp, Dũng đều nhờ thầy xem ngày, phải là ngày đẹp thì hắn mới hành sự. Theo đó, khi bị thầy phán là ngày xấu, thì dù là con mồi có to cỡ nào, hắn cũng nằm im, chờ ngày thích hợp mới chịu hành sự. Chia sẻ thêm với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Hữu Trạm cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2008, Dũng đã trực tiếp tham gia hàng loạt các vụ trộm cướp tài sản trị giá hàng tỷ đồng. Điều đáng nói, mỗi tháng y đều lên kế hoạch trộm cướp tài sản rất kỹ càng và sẽ chọn ngày đẹp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đó. Bản thân Dũng Tắc Kè rất được lòng các đàn em.
Chính vì vậy, khi các đối tượng bị bắt vẫn quyết tâm bao bọc và nhất quyết không khai báo nơi lẩn trốn, cũng như những hành vi trộm cướp của đại ca mình. Chính điều này đã gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra cũng như truy bắt đối tượng Dũng. Sau khi biết mình có lệnh truy nã, Dũng Tắc Kè nhanh chóng lẩn trốn và thực hiện kế sách án binh bất động. Vốn là kẻ sành sỏi, thông thuộc các địa bàn nên Dũng khá nhạy bén trong việc dò la tin tức cũng như nghe ngóng tình hình từ các đàn em. Dũng di chuyển khắp các tỉnh thành, gần như hắn không ở cố định một nơi nào nhằm đánh lạc hướng các mũi trinh sát. Mỗi khi nghe tin Dũng xuất hiện, các trinh sát bí mật tìm đến thì Dũng lại nhanh chân di chuyển đến một địa phương khác. Quyết tâm phá án, bắt giữ Dũng luôn thôi thúc Thượng tá Nguyễn Hữu Trạm cùng các đồng đội trong phòng. Trong quá trình lẫn trốn, Dũng tiếp tục dính chàm với hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay cả khi di lý ra tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dũng nhất quyết không khai báo nửa lời về các vụ án mà mình đã gây ra trước đó. Chỉ đến khi lực lượng chức năng đưa ra các bằng chứng đanh thép, thuyết phục, đối tượng mới cúi đầu nhận tội. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!